Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Liverpool đã gặp nhiều khó khăn trước sự tấn công trên sân khách, nhưng khoảnh khắc lóe sáng của Mohamed Salah đã giúp thầy trò Jurgen Klopp giành trọn 3 điểm để trở lại ngôi đầu. The Kop bước vào trận đấu với Southampton cùng tham vọng giành trọn 3 điểm để trở lại ngôi đầu bảng và gây áp lực tới Manchester City sẽ thi đấu muộn hơn. Liverpool tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah. Tiền đạo người Ai Cập là người chịu nhiều áp lực hơn cả khi tịt ngòi 6 trận liên tiếp trước đó. Song 90 phút trước Southampton lại ghi nhận một Mohamed Salah có vai trò cứu tinh của The Kop. Đội chủ nhà Southampton đã bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 9 với bàn thắng của Sean Long. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Liverpool đã mắc lỗi nghiêm trọng khi bỏ rơi chân sút giàu kinh nghiệm của đội chủ nhà. Chịu bàn thua sớm, Liverpool dồn lên tìm kiếm bàn gỡ và có được thành quả vào cuối hiệp 1. Phút thứ 38, từ đường lên bóng liên tục ở hai biên đã được cụ thể hóa bằng cú đánh đầu chuẩn xác của Naby Keita trong vùng cấm. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Guinea cho Liverpool kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield vào mùa hè 2018. Bước sang hiệp 2, Liverpool gặp thế bế tắc thực sự khi Southampton thực hiện chiến thuật phòng ngự phản công rất khó chịu. Lấy trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, Liverpool coi như dâng chức vô địch vào tay cho Man City. Song đúng vào khoảnh khắc khó khăn nhất, Mohamed Salah đã lên tiếng. Phút thứ 80, tiền đạo người Ai Cập có bóng trong tư thế trống trải bên phần sân nhà. Salah dốc bóng đi hơn 30m trước khi dứt điểm kỹ thuật đánh bại thủ thành Southampton để đưa Liverpool dẫn 2-1. Với cá nhân Salah, đây là bàn thắng thứ 50 của anh cho Liverpool tại Premier League và là bàn thắng thứ 18 trong mùa giải này. 6 phút sau khi Salah ghi tên mình lên bảng tỷ số, đội trưởng Jordan Henderson ấn định thắng lợi 3-1 cho Liverpool bằng cú đệm bóng cận thành sau đường căng ngang dọn cỗ của Roberto Firmino. Thắng trận 3-1, Liverpool trở lại ngôi đầu với 82 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Man City sẽ không thi đấu vào cuối tuần này, nên Liverpool sẽ được ở ngôi đầu bảng trong ít nhất một tuần khi Man City chạm trán Crystal Palace vào ngày 13 tháng 4. Cùng ngày hôm đó, Liverpool sẽ đối đầu với Chelsea trên sân nhà Anfield. Huấn luyện viên Sarri ngấm ngầm cho biết sẽ để Giroud đá chính ở trận đấu với West Ham sắp tới thay với Higuain. Kể từ khi gặp đến Stamford Bridge hồi tháng 1, Gonzalo Higuain luôn là lựa chọn ưu tiên số 1 của Luis Sarri ở Premier League. Tuy nhiên, ở trận đấu giữa tuần qua với Brighton, nhà cầm quân người Italia lại bất ngờ sử dụng Giroud thay thế. Đây là trận đấu đầu tiên Higuain phải ngồi dự bị ở Premier League mùa này, thậm chí không được trao cơ hội ở hiệp thi đấu thứ hai. Ban đầu báo giới Anh cho rằng đây là quyết định xoay tua lực lượng của Luis Sarri, nhưng trên thực tế nhà cầm quân người Italia chưa hài lòng với phong độ của tiền đạo người Argentina. Chẳng bởi thế mà trước báo giới, Luis Sarri ngấm ngầm cho biết sẽ tiếp tục trao cơ hội đá chính cho Giroud ở trận Derby London với West Ham vào đầu tuần tới. Tôi nghĩ Higuain cần thời gian để cải thiện và thích nghi với Premier League. Cậu ta có khả năng làm điều đó. Chúng tôi may mắn vì có một tiền đạo khác là Giroud. Cậu ấy đang ở tình trạng sung mãn nhất. Luis Sarri ẩn ý sẽ sử dụng Giroud ở trận đấu với West Ham. Sau 8 lần ra sân ở Premier League mùa này, Higuain mới chỉ 3 lần lập công, trong đó có cú đúp ở trận thắng Huddersfield hồi đầu tháng 2. Lần gần nhất Epipita nổ súng ở trận đấu với Fulham là hồi đầu tháng 3. Trong 3 lần ra sân gần đây, anh đều tuyệt ngòi nên bị chỉ trích khá dữ dội, đặc biệt ở trận đấu với Cardiff hồi cuối tuần trước. Ở trận đấu với Cardiff hồi tuần trước, Higuain thậm chí còn không có nổi một tình huống tranh chấp bóng bổng thành công, không tạo ra cơ hội nào và hai lần để bắt bóng nguy hiểm nên bị huấn luyện viên Sarri rút khỏi sân. Hệ quả, Epipita đã phải nhường suất đá chính cho Giroud ở trận gặp Brighton. Ngay lập tức, chân sút người Pháp đã ghi bàn giúp Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Dù được thi đấu ở trận lượt đi ở vòng tứ kết Champions League trên sân nhà Old Trafford, nhưng trong mắt người cũ Dimitar Berbatov, cửa thắng của MU trước Barcelona là không cao. Hợp đồng dài hạn của Ole Gunnar Solskjaer chẳng thể khiến fan MU vui nổi khi biết đội bóng vừa thua 3 trong 4 trận gần nhất. Cuối tuần này, Quỷ Đỏ không phải thi đấu và đó là lợi thế duy nhất mà đội chủ nhà có được trước khi tiếp đón Barca vào giữa tuần sau. Là một người rất quan tâm với đội bóng cũ, Berbatov thẳng thắn: "Tôi rất lo lắng về phong độ tệ hại của MU gần đây. Nếu họ tiếp tục mắc sai lầm thì hãy thừa nhận đi, họ sẽ bị trừng phạt với Barca. MU đã khiến cuộc sống của mình khó khăn đi rất nhiều vào lúc này và thật khó để quay lại top 4. MU đã trải qua chuỗi trận bất bại không thể tin được khi huấn luyện viên Solskjaer mới nắm quyền và đây là giai đoạn tệ hại đầu tiên của ông ấy. Bạn biết đấy, khi giành chiến thắng thì cảm giác rất tốt nhưng điều quan trọng là phải biết cách phản ứng sau khi thất bại. Tôi chắc Solskjaer phải biết làm gì ở đây và hy vọng MU sẽ chơi bùng nổ cho Barca. Trong bóng đá, đôi khi những điều kỳ lạ diễn ra khi chúng ta có thể thua một đội nhỏ nhưng bất ngờ lột xác trước một đội lớn hơn. Thật khó để chơi ổn định mỗi trận. Không riêng gì trận lớn, Sir Alex đôi khi chẳng động viên chúng tôi trong trận lớn. Kỹ năng thật sự của ông ấy là thúc đẩy cầu thủ trong trận nhỏ.
Barca là một ứng cử viên vô địch nhưng PSG cũng vậy. Trong bóng đá chẳng có gì là chắc chắn. Việc đàm phán gia hạn hợp đồng của David De Gea tại MU đang lâm vào bế tắc vì vấn đề tiền lương. Trong khi đó, PSG sẵn sàng cho De Gea đãi ngộ 350.000 bảng một tuần mà anh mong muốn. Alex Sanchez rõ ràng đã trở thành một tiền lệ xấu tại MU. Mức lương điên rồ 350.000 bảng một tuần có thể lên tới 500.000 bảng một tuần tùy vào các điều kiện của cựu tiền đạo Arsenal đã khiến ngôi sao khác của MU như De Gea cảm thấy khó chịu. Nếu một kẻ ăn không ngồi rồi Sanchez mà vẫn được hưởng mức lương đó thì đương nhiên một siêu sao luôn thi đấu xuất sắc như De Gea cũng hoàn toàn xứng đáng. Đó là suy nghĩ của De Gea và người đại diện trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ. Hợp đồng hiện tại của De Gea sẽ đáo hạn vào mùa hè 2020. Anh rất muốn ở lại Old Trafford nhưng với điều kiện phải là người được hưởng lương cao nhất. Hiện De Gea đang nhận lương 220.000 bảng một tuần nhưng muốn lên thành 350.000 bảng một tuần trong lần ký kết mới. Trong khi đó, MU không hề muốn điều này và quá trình đàm phán lâm vào bế tắc. Biết được tình hình đó, đội bóng theo đuổi De Gea đã lâu là PSG sẵn sàng cung cấp mọi đòi hỏi của thủ thành người Tây Ban Nha. Đừng nói là mức lương như Sanchez, thậm chí nếu như De Gea muốn nhiều hơn, PSG cũng có thể đồng ý chỉ cần anh gật đầu trở thành người thay thế cho Gianluigi Buffon. Trước đó, PSG cũng dùng cách tương tự để lôi kéo Ander Herrera rời MU. Nếu đại diện của Ligue 1 thành công, thì sẽ là cú tát trực diện vào lòng tự trọng của Quỷ Đỏ khi mất đi hai ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ trong một mùa hè với lý do nghèo. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu tự tin tuyên bố Barcelona đang đi đúng hướng để chuẩn bị cho ngày Neymar Messi giải nghệ. Câu lạc bộ Barcelona đang hướng đến việc gia hạn hợp đồng với Neymar. Bản hợp đồng được gọi là trọn đời như đã từng dành cho Andres Iniesta. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia cũng hiểu rõ rằng song song với việc đó, họ cần chuẩn bị cho một tương lai mà Messi không còn tung hoành trên sân cỏ nữa. Vào tháng 6 tới, tiền đạo người Argentina sẽ bước sang tuổi 32 và chủ tịch Josep Maria Bartomeu thừa nhận họ đã có kế hoạch sẵn sàng cho thời điểm Messi tuyên bố dừng cuộc chơi. Theo đó, ông chủ tịch đã chỉ đích danh nhân tố sẽ dẫn dắt Barca duy trì việc đứng trên đỉnh cao khi không còn Messi là Ousmane Dembele, Clément Lenglet, Arthur Melo, Frankie de Jong và Marc-André ter Stegen. Chia sẻ đến ESPN, Bartomeu nói, có thể 4 hoặc 5 năm nữa nếu Messi sẽ nói, ok, tôi không chơi bóng nữa. Vì thế, chúng tôi đang chuẩn bị cho tương lai, cho thời hậu Messi và chúng tôi muốn câu lạc bộ tiếp tục đứng trên đỉnh cao ở thời kỳ đó. Do vậy, chúng tôi cần làm việc, đầu tư và có thể phải mạo hiểm nữa. Đôi lúc tôi giải thích cho các thành viên và ban lãnh đạo việc chúng tôi đang làm để đưa về những cầu thủ vẫn còn rất trẻ. Những cầu thủ trẻ mà chúng tôi nghĩ đều là rất tài năng, Dembele, Lenglet, Arthur, De Jong hay ter Stegen còn rất trẻ, nhiều cầu thủ sẽ tiếp tục thi đấu sau kỷ nguyên Messi. Ter Stegen đã khẳng định được vị trí trong đội hình của Ernesto Valverde, trong khi số còn lại có những bước phát triển trong mùa giải này. Trong khi đó, De Jong sẽ đến với câu lạc bộ từ mùa hè sau khi chúng tỏ khả năng ở câu lạc bộ Ajax Amsterdam và đội tuyển Hà Lan. Gạt bỏ hết mối thâm thù giữa Arsenal và Tottenham, cựu giám đốc điều hành Ivan Gazidis của Pháp rất muốn mời Mauricio Pochettino để cộng tác tại Milan. Dù cả Real Madrid và MU đều đã tìm ra những huấn luyện viên ngồi vào ghế nóng dài hạn, cơ hội rời Tottenham của Pochettino không phải là không có. Điều này xuất phát từ bản thân chiến lược gia người Argentina, bởi sau 3 năm gắn bó, ông nhận ra lực lượng của Spurs thì quá nhiều để đi đến thành công. Sẽ không lạ nếu Tottenham tiếp tục có thêm một mùa trắng tay dù đã đến tứ kết Champions League. Ở quá lâu một đội bóng mà không có danh hiệu cụ thể chắc chắn sẽ khiến Pochettino suy nghĩ, kể cả khi ông được gắn mác tài năng thì cũng cần một bản thành tích cá nhân đẹp đẽ hơn. Tranh thủ cơ hội đó, Milan nhập cuộc, vị trí của Gennaro Gattuso đang lúc này dữ dội bởi sau quá nhiều cơ hội, tên giác không cho thấy sự nổi bật của mình ở bất cứ mảng nào, từ quản lý phong thái đồ, chiến thuật trên sân đến tham gia thị trường chuyển nhượng. Pochettino thì khác, ông thầy người Argentina được giám đốc điều hành Gazidis đánh giá là ứng cử viên lý tưởng cho chiếc ghế nóng tại San Siro. Điểm mạnh nhất của Pochettino chính là chiến thuật cùng với khả năng phát hiện những tài năng trẻ, qua đó giúp đội bóng tăng cường lực lượng và không cần phải bỏ qua quá nhiều tiền, điều vô cùng hợp lý với Milan lúc này. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon thừa nhận đội bóng nước Pháp không đủ tiềm lực tài chính để ký hợp đồng cũng như đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng từ phía Jose Mourinho. Hiện Mourinho vẫn chưa có bến nỗ mới sau khi bị MU sa thải vào tháng 12/2018. Huấn luyện viên người Serbia Radomir Antic cho rằng tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann của Atletico Madrid không nên gia nhập câu lạc bộ Barcelona. Vị thuyền trưởng từng dẫn dắt Barca, Real và Atletico cho rằng Griezmann sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như Philippe Coutinho. Ông khuyên Griezmann đến Real để có nhiều cơ hội thi đấu hơn và cho rằng Barca cần mẫu tiền vệ như Kevin De Bruyne của Man City. Real gây sốc với Eric Bailly. Theo nguồn tin từ The Sun, Real Madrid sẵn sàng thực hiện thương vụ gây sốc với Eric Bailly, người đang bị thất sủng ở MU. Được biết, Ronaldo Zidane vốn hâm mộ trung vệ người bờ biển Nga từ khi anh còn khoác áo Villarreal. Juventus mua lại Ricardo Ossolini theo Tutto Sport.
Juventus đã sử dụng 7 triệu euro để hủy điều khoản mua đất Riccardo Ossolini của Bologna. Sở dĩ Juventus làm điều này vì họ muốn sử dụng Ossolini để trao đổi lấy Federico Chiesa của Fiorentina hoặc Nicolo Zaniolo của Roma. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.